Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Thế giới động vật luôn mang đến cho chúng ta những điều thú vị và mới mẻ. Và trong video ngày hôm nay mình cùng các bạn sẽ đi khám phá 10 loài côn trùng độc nhất Việt Nam mà có thể khiến bạn nổi da gà. Cùng tìm hiểu nào. Thứ nhất đó là loài rết, là loài động vật thuộc lớp nhiều chân, thon dài, mỗi đốt có một đôi chân. Số lượng chân của mỗi loài rết rất đa dạng, từ dưới 20 cho đến trên 300 chân. Chúng sống ở những nơi tối tăm, ẩm thấp, như nền nhà, cống rãnh, đường ống nước, thậm chí có thể là trong quần áo khi rết cắn sẽ tiết chất độc qua hai răng phía trước. Nọc độc rết làm vết cắn bị sưng tấy và đau nhức kèm theo triệu chứng nôn mửa và sốt. Nguy hiểm hơn, nếu bị rết to với lượng chất độc lớn cắn, nạn nhân sẽ có các biểu hiện nghiêm trọng như chóng mặt, nôn, ù tai, co giật. Thứ hai là bọ cạp. Bọ cạp là loài côn trùng chân đốt ăn thịt. Ước tính có khoảng 2.000 loài bọ cạp trong tự nhiên đã được phát hiện và công bố trên toàn thế giới. Hiện tại, có hai loài bọ cạp phổ biến ở Việt Nam là loài bọ cạp đen và bọ cạp nâu nọc độc của đa số loài bộ cạp không có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, nó gây ra các phản ứng nguy hiểm như đau, sưng nề, tê cứng, hoại tử tế bào. Đối với trẻ em và người dễ có phản ứng với vết đốt, nhất là ở mặt, cần phải đi cấp cứu ngay để được tiêm thuốc giải độc. Thứ ba đó là ông vỏ vẽ. Ông vỏ vẽ có tập tính làm tổ lộ thiên trên các cành cây, bụi cây, thậm chí làm tổ trong mái nhà. Khi bị ong vò vẽ đốt thì tùy thuộc vào số lượng vết chích mà nạn nhân có thể bị sốc phản vệ, suy gan, rối loạn đồng máu, suy thận thậm chí tử vong. Nọc độc của ong vào vẽ chứa trong hai tuyến nọc dẫn đến kim chích nằm ở cuối phần thân sau của ong. Khi chích, nọc này cắm sâu vào vết chích và truyền nọc nhanh chóng vào cơ thể nạn nhân. Thứ tư là loài kiến ba khoang. Kiến ba khoang là một trong những loài côn trùng phổ biến ở Việt Nam, cả ở thành thị và nông thôn. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp chúng vào ban ngày, khi chúng bỏ quanh và giấu cánh tương tự như kiến thường. Khi gặp nguy hiểm, nó sẽ phản ứng bằng cách tăng kích thước phần bụng lên để đe dọa. Ngoài độc từ vết cắn của kiến ba khoang có thể gây bỏng, gây vết thâm lâu dài trên da, chúng thường tiết chất dịch có thể làm tổn thương da nếu tiếp xúc. Thứ năm là nhện độc, đa số nọc của các loại nhện độc trên thế giới là rất nguy hiểm và có thể gây tử vong cho nạn nhân. May mắn là các loài nhện ở Việt Nam không độc như nhiều loài nhện khác trên thế giới. Nạn nhân bị nhện độc cắn thường bị sưng viêm, đau nhức. Những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể có dị ứng, triệu chứng phát ban, buồn nôn, chóng mặt, đau bụng, nhưng không gây nguy hiểm tính mạng nạn nhân. Thứ sáu là bọ xít hút máu bọ xít hút máu sống bằng máu người hoặc các loài động vật. Khi không có động vật để hút máu, chúng sẽ tìm đến người. Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu từ các khu nhà ẩm thấp, tối tăm đến những khu nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi. Bị bọ xít hút máu người đốt rất nguy hiểm bởi những vết đốt của chúng sẽ khiến nạn nhân rơi vào tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, mất khả năng miễn dịch, nguy hiểm hơn. Bệnh có thể gây nghẽn mạch máu và dẫn đến tử vong khi đã trở thành mãn tính. Thứ bảy là loài ruồi trâu. Ấu trùng ruồi trâu đặc biệt nguy hiểm với cơ thể người, bởi khi xâm nhập và ký sinh trong cơ thể người chúng có thể di chuyển đến bất cứ đâu, từ những bộ phận quan trọng như mắt, tai người, thậm chí vượt qua hàng rào máu não và ký sinh trong não và giết chết vật chủ. Phần cơ thể bị ấu trùng ruồi trâu làm tổ sẽ bị sưng tấy, chảy mù và đau nhức. Sau khoảng 8 tuần ký sinh ăn các chất dinh dưỡng, ấu trùng phát triển thành nhộng và đục một lỗ trên da người rồi bò ra ngoài. Thứ 8 là loại sâu róm, các loài sâu gióm vốn dĩ là ấu trùng của bướm, không chỉ là một loài có hại đối với nông dân, chúng còn khá nguy hiểm nếu vô tình tiếp xúc phải, chúng không có nọc độc, không hút máu hay đốt người, nhưng lông gai của hầu hết các loài sâu gióm sẽ tiết ra chất làm ngứa rát ra người. Lông gai sâu gióm có khả năng gây đau nhức dữ dội ở vùng da tiếp xúc, kèm theo triệu chứng đổi mề đay mẩn ngứa do dị ứng, nghiêm trọng hơn là các nốt xuất huyết có thể xuất hiện trong vòng 2 đến 3 giờ, thậm chí trong nhiều ngày. Thú chín là loài muỗi vằn, là loài trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết chính ở nước ta. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh vô cùng nguy hiểm và chưa có thuốc điều trị. Bệnh có thể phát triển thành dịch lớn với nhiều người mắc cùng lúc khiến cho công tác điều trị hết sức khó khăn, gây tử vong nhất là trẻ em. Mũi vằn sống trong nhà, chủ yếu hút máu người để sống. Mọi hoạt động trong vòng đời của chúng gắn liền với con người. Chúng tìm mùi liên tục, nhưng đặc biệt hoạt động nhiều vào sáng sớm và chiều mát. Chúng chỉ đậu nghỉ khi no máu. Và thứ 10 đó là kiến lửa. Kiến lửa là những con kiến nhỏ màu vàng đỏ như lửa, hay đốt và đốt đau. Nếu bị gây hấn, chúng phản ứng rất dữ dội và có thể trích rất đau, tạo mụn mù sau khoảng 48 giờ. Kiến lửa không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn là nguyên nhân gây ra khoảng 80 cái chết trên toàn nước Mỹ. Kiến lửa đốt không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng sẽ gây cảm giác nhói bút dai dẳng đối với người bị đốt và đây thật sự là một điều rất kinh khủng.